Thưa quý vị và các bạn, công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện quyết định số 90 của Chính phủ phê duyệt chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên đề ra mục tiêu giảm 4.711 hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đó hộ nghèo là 3.365 hộ và hộ cận nghèo là gần 1.350 hộ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia. Để đạt được các mục tiêu đề ra, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ, thực hiện nhiều giải pháp để giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Bất cứ gia đình nào cũng mong muốn có một mái ấm kiên cố, khang trang, bởi đó là cơ sở để xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển. Thế nhưng ở những nơi vùng sâu vùng xa trong tỉnh, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Đối với người nghèo, ước mơ về ngôi nhà ấy vẫn chưa thể thực hiện được. Khi nơi ở không ổn định, cũng sẽ kéo theo đó là đời sống sinh hoạt, sản xuất cũng bấp bênh, khó khăn kéo dài. Cùng với các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà rột nát, giúp các hộ nghèo có được một mái ấm khang trang và ổn định. Những ngày này, gia đình anh Hoàng Văn Tạch đang khẩn trương hoàn thiện ngôi nhà mới để kịp đón Tết Nguyên đán sắp cận kề. Gia đình anh là một trong 108 hộ nghèo ở xã Linh Thông được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tập đoàn Vingroup cùng 10 tấn xi măng của huyện Định Hóa để xây dựng nhà mới. Nhiều năm liền sống trong ngôi nhà rột nát niềm mơ ước về ngôi nhà mới đã trở thành hiện thực với hộ nghèo như anh. Cảm ơn đảng và các ban ngành của huyện, của tỉnh và các nhà hảo tâm giúp đỡ thay được một cái nhà để dựng lên một cái nhà khang trang. Từ đây gia đình tôi sẽ cố gắng để vươn lên để thoát nghèo. Cùng chung niềm vui với gia đình anh Tạch, từ nguồn hỗ trợ này, hai vợ chồng ông Lương Văn Luận, gần 80 tuổi, cũng rất vui mừng khi ngôi nhà cấp 4 kiên cố đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ vài tháng nay. Từ năm 2022, hàng trăm ngôi nhà tạm rột nát trên địa bàn huyện định hóa đã được thay thế bằng những ngôi nhà khang trang. Để đạt được mục tiêu xóa nhà rột nát, huyện định hóa đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo. Cùng với nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng một nhà do công ty cổ phần Vinhome thuộc tập đoàn Vingroup tài trợ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Định Hóa đã giúp được trên 1.000 hộ đồng bào nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, xóa được nhà tạm, nhà rột nát với kinh phí trên 62 tỷ đồng. Nếu mà không có sự hỗ trợ của nhà nước như thế thì bản thân hai vợ chồng nhà chúng tôi thì không có điều kiện nào mà để cố gắng làm được cái nhà như thế này. Gia đình cũng phải có khoản đối hướng vào là làm được cái nhà khang trang thế là hai vợ chồng già chúng tôi là được nơi ăn chỗ ở yên tâm để đón Tết. Đây là một trong những điều kiện để tạo điều kiện cho các cái hộ gia đình có cái điều kiện mức sống nó được cao hơn và quá trình triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đến giờ thì các hộ gia đình cũng đã tập trung hoàn thiện và đảm bảo được cái điều kiện của gia đình nó được tốt và đây là nguồn lực hết hết sức có ý nghĩa đối với các hộ gia đình. Ông Bùi Công Uẩn, là một trong 37 hộ nghèo và cận nghèo, khó khăn về nhà ở của xã Tiên Hội, được nhận nguồn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn xã hội hóa của địa phương giai đoạn 2020-2023. Cùng với niềm vui thoát nghèo, bởi kinh tế gia đình đã dần ổn định, ông Uẩn không khỏi xúc động khi chia sẻ về những ngày cơ cực mà vợ chồng ông sống trong căn nhà cũ xây cách đây hơn 30 năm. Trước đây là nhà là bị rột thế rồi mối sông, thì nói chung là mỗi trận mưa gió nói chung là gia đình là là rất là lo lắng. Một là rột, hai nữa là bị sập, bão gió nó bị sập. Đến từ khi mà được chính quyền hỗ trợ, thì gia đình cũng cố gắng một phần nữa để sửa sang lại cái mái nhà, trong cái cái nhà thì nói chung đã đã hoàn chỉnh. đến nay thì gia đình rất an tâm. Trong những năm tiếp theo thì địa phương cũng sẽ giả soát những hộ gia đình khó khăn. Ngoài nguồn kinh phí của hỗ trợ của nhà nước thì địa phương cũng sẽ tìm bằng mọi cách để hỗ trợ cho gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà rột nát. Theo kế hoạch, tổng số hộ giao thực hiện xây nhà đại đoàn kết trong năm 2023 của huyện Đại Từ là 110 nhà. Tính đến nay, từ nguồn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và nguồn xã hội hóa, huyện đã khởi công xây dựng và hoàn thiện 105 nhà, đạt gần 95,5% kế hoạch. Với sự hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, các hộ nghèo và cận nghèo đã có thêm nguồn lực để ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững. xác định giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế cũng như giảm nghèo bền vững. Bởi vậy, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội đang được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm triển khai hiệu quả. Gia đình chị Phan Thị Triển, xóm Hồng Tiến, xã Phúc Lương, huyện Đại Từ, có 6 nhân khẩu. Cuộc sống chỉ dựa vào cây lúa, cây chè. Trong khi đó, giá bán chè lại bấp bênh chị luôn mong muốn có một nghề nghiệp thu nhập ổn định. Qua thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Triển đã đăng ký và theo học lớp may công nghiệp được mở tại Ủy ban Nhân dân xã trong thời gian 3 tháng. Em cảm thấy nghề may là một nghề cơ bản được đào tạo ở trên địa bàn huyện thì có những công ty may được mở thì sau khi được đào tạo nghề này Em cũng mong là, là chính quyền tạo điều kiện giới thiệu cho các công ty có thể nhận à, tạo việc làm cho công nhân. Đối với học viên mà sau khi ra trường được cấp chứng chỉ về ngành may công nghiệp thì có thể nói là 100% học viên có việc làm bởi vì trên đại từ có ba công ty may lớn và cái, cái, lượng lao động cần rất nhiều. Cũng như thế mà chúng tôi đang đẩy mạnh cái việc mà đào tạo nghề may công nghiệp. Cũng giống như bao người nông dân khác, anh Hoàng Minh Nguyện, xóm Quân Nanh, xã Y lãng huy đại từ luôn mong muốn tìm tòi học hỏi ứng dụng các máy móc nông nghiệp vào sản xuất để giảm sức lao động cũng như tăng năng suất giá trị nông sản. Bởi vậy khi địa phương tổ chức lớp đào tạo sửa chữa máy nông nghiệp, anh cùng với hai chín học viên khác đã phấn khởi đăng ký tham gia. Trước đây để một số các cái máy nó hỏng hóc thì thậm chí là cũng có thể là không biết sửa chữa thì lại phải đi mời thợ mời thợ thì nó lại phải là mấy hôm sau thì có khi mới sửa chữa được mà sau khi sửa chữa được thì nó lại chậm lại cái tiến độ cày cấy phục vụ cho trực tiếp cho bà con nhân dân trong xóm mà sau khi cái, cái lớp học này mà bà con nhân dân đã có cái kiến thức thì về sửa chữa máy nông nghiệp thì sẽ đạt được cái hiệu quả sản xuất nông nghiệp nó cao hơn rất là nhiều tại huyện Phú Lương thời gian qua công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn đặc biệt là các hộ nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm và thực hiện có hiệu quả qua đó đã giúp cho hàng nghìn người dân được tập huấn, đào tạo nghề và có việc làm mới, tạo bước chuyển biến trong cơ cấu lao động nông thôn, từng bước góp phần giảm nghèo bền vững. Anh Đàm Tuyên, xóm Bản Đông, xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, có đam mê làm giàu từ nghề chăn nuôi lợn rừng cách đây gần 5 năm. Lúc đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên vẫn gặp khó khăn khi lợn mắc một số bệnh như kém ăn, chậm lớn, hiệu quả kinh tế chưa cao. Năm 2021, anh Tuyên đã tham gia lớp sơ cấp sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi, qua đó nắm bắt được việc sử dụng thuốc thú y, phát hiện sớm các loại bệnh thông thường và công tác chăm sóc, phòng chữa bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. Từ hôm đi khóa đi học về về đến giờ thì áp dụng nó rất là hiệu quả. quản lý được những con giống nó thế là thuốc kịp thời. Năm 2023, huyện Phú Lương đã tổ chức ngày hội việc làm với chủ đề Nghề nghiệp hôm nay, tương lai ngày mai đã thu hút trên 800 lượt người tham gia. Tại ngày hội, người lao động được tư vấn về nghề nghiệp, việc làm và các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình. Ngày hội việc làm cũng mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên, lao động trẻ, chọn ngành nghề, nguồn cảm hứng và khơi dậy tiềm năng và nội lực của mỗi người để tiếp cận công việc nhanh nhất, thành công nhất và phù hợp với năng lực của mình thông qua công tác tư vấn, tuyển sinh của các nhà tuyển dụng. Với cái lũ tuổi như em thì việc định hướng nghề nghiệp là rất quan trọng. Như qua qua chương trình này thì em cũng biết thêm nhiều thông tin về việc làm và có định hướng sẵn cho mình tương lai ạ. Các công ty doanh nghiệp tuyển dụng lao động đánh giá rất cao về chất lượng của việc đào tạo trên địa bàn đối với người dân, người lao động nông thôn của Phú Lương. Và cái người lao động đi làm việc ở các công ty thì được trả mức lương cũng đảm bảo theo như quy định và có phần nâng cao cái đời sống kinh tế bộ và góp phần vào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế cho người dân vùng khó khăn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo thông qua các nghị quyết, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội. Xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn là địa bàn đặc thù với 75% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Mới đây, 22 hộ dân thuộc xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn đã đối ứng để nhận 2.500 con gà thuộc giống gà Mông theo một chương trình do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đồng Hỷ triển khai. Mô hình này nhằm từng bước khôi phục và nhân rộng giống gà mông quý hiếm, tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận với phương thức sản xuất chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Tôi thấy cái mô hình gà này là tôi rất là thích. Tôi mong là lại có cái gà này để mình nuôi để cho nó phát triển ạ. Tại xã Văn Lăng, dự án phát triển đa dạng sinh kế cho cộng đồng người dân tộc Mông tại xóm Bản Tèn được triển khai vào cuối tháng 5 năm 2023 dự án sẽ nâng cao năng lực cho cộng đồng về kỹ thuật sản xuất chế biến dịch vụ tiếp cận thị trường trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương sở lao động thương binh và xã hội tỉnh trường đại học nông lâm đại học thái nguyên là đơn vị quản lý chủ đầu tư đặt mục tiêu cụ thể xây dựng hồ sơ một số sản phẩm từ đa dạng sinh kế mang thương hiệu bản tèn như rau ngô thịt lợn mật ong du lịch đây là một cái chương trình là hết sức là quan trọng và có ý nghĩa. Ở sau khi lấy ý kiến của nhân dân thì đa số là nhân dân đồng tình hưởng ứng đi mà chung tay cùng với lại các cấp ngành, các địa phương và các cái cơ quan đơn vị liên quan để thực hiện cái chương trình đa dạng hóa, hóa sinh kế giảm nghèo ở địa phương. Huyện tích cực chỉ đạo để huy động và sử dụng tối đa các cái nguồn lực để đầu tư cho công tác giảm nghèo triển khai một cách bài bản, chặt chẽ, đúng đủ các cái chế độ chính sách đối với công tác giảm nghèo trên địa bàn. Cùng với đó thì lồng ghép các cái chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ cho công tác giảm nghèo trên địa bàn cũng được huyện triển khai một cách hết sức là tích cực. Nhằm hỗ trợ khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo, từ cuối năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ hơn 50 con bò giống sinh sản và kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc hai xã Tân Dương và Tân Thịnh, huyện Định Hóa. Sau gần một năm chăm sóc, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, đến nay bò của các hộ gia đình đều phát triển tốt và mang thai lứa đầu tiên, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ gia đình mình không có vốn ra bỏ ra tiền ra mua một con bò ấy thì bây giờ mình lại được hỗ trợ một con bò để nó sinh sản thì cũng mừng lắm vui lắm thì cũng nhà nước cũng cho đi tập huấn này mình cũng biết cách chăn dắt thì trong quá trình chăn dắt thì cũng không có gì khó khăn đâu. Cùng với đó, việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, đường giao thông cũng được tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ. Các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội, chính sách an sinh xã hội tiếp cận thông tin, hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo đến trường, chăm sóc sức khỏe, cấp thẻ bảo hiểm miễn phí được thực hiện hiệu quả đã giúp các hộ nghèo cận nghèo giảm bớt khó khăn ở vươn linh thoát nghèo. Có thể khẳng định hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã làm thay đổi nhanh chóng diện mạo các địa phương của tỉnh Thái Nguyên. Các chính sách hỗ trợ người nghèo được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Các chương trình giảm nghèo luôn bám sát thực tiễn, kịp thời hỗ trợ nhanh nhất cho người dân về vốn vay, vật tư sản xuất và khoa học kỹ thuật. Qua đó giúp người nghèo có động lực vươn lên để sản xuất, thoát nghèo bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mang tính nhân văn sâu sắc. Để giảm nghèo bền vững, hiệu quả, hiện tỉnh Thái Nguyên đã đang triển khai tích cực các giải pháp của tỉnh lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm tiếp tục tạo nhiều nguồn lực hơn cho công tác giảm nghèo